Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trò chơi quyền lực cung đình Tổng nấm thủ gồng mình chịu đòn Cờ trong tay sao tổng chưa phất Vào ngày 1 tháng 12, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết Khi trao đổi về tình hình thị trường trái phiếu và các khó khăn của doanh nghiệp phát hành trái phiếu Doanh nghiệp đã mua lại 161.000 tỷ đồng trái phiếu của trước hạn Ông Chi thừa nhận tình hình hiện nay đúng là quá khó khăn với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Thực tế, nên hậu quả của chính sách thả nổi thị trường trái phiếu từ nhiều đời thủ tướng trước đây, những ung nhọt cứ tích dần, tích dần, rồi đến lúc gặp đúng điều kiện thì nó bùng phát. Thị trường trái phiếu lẽ ra chưa bung bây giờ, nhưng vì ông Nguyễn Phú Trọng giáng hai đòn mạnh vào thị trường này bằng hai cú đấm mang tên Tân Hoàn Minh và Vạn Thịnh Phát, nên hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người đang làm chủ cuộc chơi. Luật pháp thì lỏng lẻo, vào quản trị thì yếu kém đã đẩy nhà đầu tư ngây thơ đến với nguy cơ mất trắng tiền đầu tư. Vụ Tân Hoàn Minh, ông Đỗ Anh Dũng đã hốt được hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu và cho đến nay các công ty con của ông Dũng chỉ mới nộp lại cho cơ quan điều tra có 20% số tiền vay nhà đầu tư. Và từ nhiều tháng nay, Tân Hoàn Minh vẫn chưa thể cậy đô ra tiền để hoàn trả cho họ cú đánh vào Tân Hoàn Minh làm cho nhà đầu tư choáng váng thì sau đó ông Trọng lại đánh bồi thêm bằng một cú đấm mang tên Vạn Thịnh Phát. Lần này thì nguy thật bởi các nhà đầu tư mua trái phiếu An Đông giờ đây xem như mất trắng. Và họ cũng đang gào thét đòi quyền lợi nhưng không được. Ở phía doanh nghiệp phát hành thì cũng đang xanh mặt vội vã mua lại trái phiếu trước thời hạn để tránh cú đánh tiếp theo của ông Nguyễn Phú Trọng. Qua cú đánh thứ hai này, thị trường trái phiếu hiện nay bát nháo chưa từng có. Nhà đầu tư tìm cách lấy lại tiền, nhà phát hành thì đang chạy vậy để hốt lại trái phiếu tránh cho họ. Từ đó thị trường trái phiếu như bị tê liệt và có nguy cơ sụp đổ. Sau cú đánh của ông Trọng, chính phủ thì náo loạn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thì xoáy sâu hơn vào thị trường trái phiếu. Ông Phạm Minh Chính vội vã cho họp chính phủ để chấn chỉnh thị trường như trái phiếu doanh nghiệp, vốn, bất động sản, vân vân để hình ảnh doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước thời hạn. Ông Chính đã cho lập 3 tổ công tác để xử lý những vấn đề nội tại của vốn tiền tệ, vốn bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Các tổ chức công tác này do ông Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng của Bộ này và Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Hồ Đức Phước làm tổ trưởng. Tại cuộc họp với 39 công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành trái phiếu vào ngày 23 tháng 11, ông Hồ Đức Phước Bộ trưởng Bộ Tài chính nói, doanh nghiệp khó khăn thanh khoản phải bán tài sản để trả nợ trái phiếu chứ không để nhà đầu tư mất niềm tin. Bây giờ cả chính phủ đang gồng mình chịu trận những cú đấm của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng không phải là nhà hoạch định chính sách và ông cũng không am hiểu về cách điều hành của một chính phủ. Ông nghe báo cáo từ các ban như Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Phòng chống tham nhũng và Ban Kinh tế những tiêu cực được báo cáo lên ông trọng biết ông dùng những nguồn tin đấy làm miếng đánh tham nhũng nếu cần đây là hình ảnh ông phạm minh chính cho học chính phủ để đối phó vấn đề thị trường trái phiếu đã nát thì ai cũng biết tuy nhiên việc lọc bỏ những ông nhọt của nền kinh tế cần làm từ từ đánh vào những doanh nghiệp cũng phải chọn lúc thị trường hồi sức hãy ra tay và đó là cách giải quyết vừa trừng trị những kẻ sai phạm vừa không tạo cú sốc cho thị trường trong cả nước Thực tế là phe ban bí thư và phe chính phủ lâu nay vốn không ăn ý với nhau, thường hay chống nhau trên chính trường. Nên phe đảng cứ thấy cần đánh là đánh mạnh và lúc đó thị trường trao đảo mạnh để phe chính phủ còn đỡ đòn. Qua hai cú đánh, ông Phạm Minh Chính đang gồng mình chịu đòn. Nếu ông Tổng Trọng giáng thêm vài đòn tiếp theo làm cho thị trường trái phiếu sụp đổ, thì lúc đó tha hồ kết tội nhóm chính phủ bất tài, bất lực. Cờ trong tay sao ông Trọng vẫn chưa phất nhỉ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Trò chơi quyền lực cung đình, tổng đống, tổng gồng, thủ tướng phải chống đỡ và chịu đòn, cờ trong tay sao ông Tổng vẫn chưa phất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đinh Văn Nơi ra đi, sóng thần nổi lên dữ dội ở công an An Giang. Ông Nơi đã thắng hay thua đây? Vào ngày 27 tháng 6 năm 2020, đại tá Đinh Văn Nơi về thay thế thiếu tướng Bùi Bé Từ Tại đây, ông Đinh Văn Nơi đã thể hiện trong tô lâm thấy là ông có năng lực phán như thế nào. Vừa về đến An Giang, ông đi Văn Nơi liền dùng số điện thoại cá nhân làm đứng dây nóng, thu nhận thông tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh ông Đại tá Đinh Văn Nơi. An Giang chính là địa phương phức tạp, có biên giới với Campuchia, tình hình tội phạm ở đây vô cùng khốc liệt và đặc biệt là các thế lực ngầm buôn lậu thao túng khắp nơi đây chính là địa bàn công an biến chất bắt tay làm ăn với tội phạm rất nhiều. Ngay khi mới về, ông Nơi đã trực tiếp chỉ đạo bắt giữ 51 kg vàng lậu từ Campuchia tuần về Việt Nam vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Đây là đường dây buôn lậu vàng ngoại tệ với số lượng cực lớn do chùm buôn lậu 10 tường điều hành. Công an An Giang sau đó đã tiến hành khám xét hàng chục địa điểm liên quan, thu giữ thêm 36 kg vàng, hơn 1,7 tỷ đồng 1,2 triệu USD và rất nhiều tang vật khác nhau. Báo chí nói rằng Đại tá Nơi cũng trở thành mục tiêu tấn công của nhóm tội phạm xã hội này. Đã xuất hiện trường hợp ông Trần Chí Mãnh, 41 tuổi, sống tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, giám đốc công ty thương mại và sản xuất Gia Thịnh, một công ty chuyên sản xuất phụ tùng xe giả, nhớt giả, đã nhờ người chạy để điều chuyển ông Nơi đi địa phương khác với cái giá 20 tỷ đồng cũng có tin cho rằng ông này chỉ là cầm tiền của người khác để chạy điều chuyển ông nơi người ta nghi ngờ thế lực bảo kê cho tội phạm nằm ngay trong chính quyền đã đưa tiền cho ông này chạy tròn vì họ sợ bị lộ điều đang nói nếu ông nơi ở lại an giang thì rất có thể ông sẽ moi ra ai đứng đằng sau trần trí mạnh đây là hình ảnh ông đinh văn nơi ra đi để lại hồ sơ điều tra làm hàng loạt quan chức ngã ngựa sau khi ông Đinh Văn Nơi bị điều ra Quảng Ninh, ông đã để lại hồ sơ điều tra. Sau đó, bộ hồ sơ này đã làm 27 cá nhân là lãnh đạo các sở, ngành, khối các cơ quan nội chính tỉnh An Giang bị đề nghị xử lý kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và buông lỏng quản lý công tác của đảng suốt hơn một thời gian rất dài. Có người nói nếu chính quyền tỉnh An Giang không đẩy được Đinh Văn Nơi đi khỏi tỉnh thì có thể cả gian lãnh đạo của tỉnh này đã bay màu. Cho nên việc một tay buôn lậu bỏ ra tới 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đinh Văn Nơi đi nơi khác làm người ta nghi ngờ. Vào ngày 30 tháng 11, thêm cựu giám đốc công an tỉnh An Giang, thiếu tướng Bùi Văn Tư bị cách hết các chức vụ trong đảng. Đây là kết quả điều tra của ông Đinh Văn Nơi để lại. Những đường dây tội phạm sau khi bị bắt và khai thác trả lời mới lòi ra rất nhiều vấn đề và đó là lý do Trung ương ra tay với tiền nhiệm của ông Đinh Văn Nơi ông Đinh Văn Nơi đã gián tiếp quật ngã 27 người, trong đó có quan chức của ngành công an, viện kiểm sát và tòa án nhân dân tỉnh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ông Nơi là người thắng hay kẻ thua cuộc đây? Để trả lời câu hỏi này không hề dễ dàng một chút nào. Nhìn dàn quan chức ngã ngựa do hồ sơ ông Nơi điều tra, bề ngoài thì có vẻ như ông Nơi đã thắng. Nhưng có người cho biết bên trong ông Nơi đã thua một thế lực cao hơn thế lực bên trên ông nơi tại An Giang đã rất sợ ông nơi moi ra bậc cao hơn là ông thiếu tướng Bùi Bé Tư. Ông nơi đã thắng ông Bùi Bé Tư nhưng không thể thắng nổi bậc cao hơn. Đây là hình ảnh ông Bùi Bé Tư tiền nhiệm của ông Đinh Văn Nơi gặp họa vì ông nơi. Ông Đinh Văn Nơi đi đến đâu là thích bứt dây động rừng đến đó. Chính bản tính này đã giúp ông thăng tiến vì ở trên bộ ông Tô Lâm đang thiếu một con người như vậy. Tuy nhiên, với chức giám đốc công an tỉnh vẫn chưa thể là mạnh nhất và cấp bậc của ông Đinh Văn Nơi chỉ là đại tá. Còn nhiều thế lực mạnh hơn cũng đang chú ý đến ông Nơi, đặc biệt là thế lực tại Quảng Ninh. Từ khi ra Quảng Ninh cho đến nay cũng đã có được 3 tháng, tuy nhiên ông Nơi vẫn chưa bứt được sợi dây lớn nào mà động được tới rừng ở Hà Nội. Liệu ông Nơi có dám làm điều ông đã làm ở An Giang hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp, tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Đinh Văn Nơi ra đi sóng thần nổi lên dữ dội ở Công an An Giang Ông Nơi đã thắng hay thua Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm